Yeah, mọi người sẵn sàng chưa? Lên thuyền nhá. Là một bộ phim mà tụi mình đã nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn. Nhìn cái họa tiết của phim này thôi là thấy đậm chất phiêu lưu rồi đó. Và bây giờ thì không để cho mọi người đợi lâu nữa, L hân hạnh giới thiệu tới các bạn một series dài mới khác được mang tên là Càng Giả Kim Thuật Sư Season 1. Mời các bạn cùng bước vào thế giới của giả kim thuật cùng tụi mình nha. Tập 1. Tại làng Richmond, Ezra Eric, 11 tuổi và em trai mình là Alphonse Eric, hay còn gọi cậu em với cái tên là Alu, 10 tuổi. Họ đang cố gắng dùng thuật giả kim để có thể hồi sinh mẹ của mình. Nhưng trong hôm ấy, Eric đã mất đi cánh tay phải và chân trái của mình, còn Alu thì mất đi phần linh hồn. Nói một tí về giả kim thuật nhé mọi người, nó sẽ là cốt lõi của bộ phim này nên là chúng ta hãy lắng nghe một tí. Chung quy thì giả kim thuật là nguồn lõi của khoa học. Nó phân tích cấu trúc vật chất, sự phân hủy, tái tạo để biến đổi từ lượng chất này sang lượng chất khác. Nói cái này thì các bạn học hóa năm cấp 2 thì mới hiểu được thôi. Thôi, mình nghĩ là nếu mà phân tích theo kiểu lý thuyết thế này thì mọi người sẽ khó hình dung được lắm. Nói cho dễ hiểu thì giả kim thuật sẽ biến đổi những vật này thành những vật khác cùng cấu tạo và phải tuân theo một quy luật, đó là quy luật trao đổi ngang giá. Cho nên không có chuyện biến một cục gạch thành một cục vàng đâu á nha. Đó là quá khứ của anh em họ. Giờ chúng ta vô mạch chính của chuyện phim nhé. Hiện tại thì Alu đang ở trong hình dạng của một lớp giáp như là robot. Edo thì vẫn còn đầy đủ chân tay. Lý do tại sao thì cuối tập này mình sẽ giải thích. Hai anh em đang lang thang trên sa mạc và đến được một thị trấn. Tại đây mọi người đều tôn sùng ngài Cornelo. Ông ta tự xưng mình là người đại diện của thần mặt trời Loto. Ai cũng nói ông ta có phép nên đã giúp cho thị trấn giữa sa mạc này thịnh vượng được như thế này. Alu vô tình làm rơi vỡ chiếc máy cassette của ông chú chủ tiệm. Cũng may là cậu đã dùng vòng tròn chuyển hóa và thuật giả kim để khôi phục nó lại. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì anh em họ cũng có phép màu như là Cornelo. Có một cô gái kế bên biết anh em họ rất nổi tiếng ở Đông Thành với cái tên là Thân Đồng Càng Giả Kim Thuật Sư. Cô bé này tên là Bro, cô sẽ dắt anh em họ đến gặp Cornelo vì họ đang cần tìm kiếm thứ gì đó. Bro rất tôn sùng Cornelo vì cô ấy tin rằng phép thuật của ngài ấy có thể hồi sinh bạn trai đã mất của cô. Trong buổi lễ biểu diễn phép màu của ông ta, anh em nhà Eric đã nhận ra phép màu của hắn tương tự như thuật giả kim, nhưng lại có thể bỏ qua những quy tắc cơ bản như là kiểu phải tạo vòng chuyển hóa và cũng không cần tuân theo quy luật ngang giá. Cornelo sau khi hay tin anh em nhà Eric tới đây, ông ta biết là cả hai là tay sai của quân đội. Sợ hai anh em họ là sẽ làm ảnh hưởng đến vùng đất này nên là đã sai tên tông đồ Gray đi làm nhiệm vụ gì đó. Từ đó, Eric cũng tìm gặp Ro để nói cho cô nghe về việc hồi sinh người chết là bất khả thi. Alu thì bất ngờ bị Gray ám sát và rơi phần giáp đầu. Nhưng mà sau bên trong lớp giáp ấy hoàn toàn không có gì. Đây chính là hình phạt khi mà còn nhỏ anh em họ đã cố gắng dùng thuật giả kim để hồi sinh người chết. Họ phát hiện bí mật của tên giả thánh giả thần này là có thể sử dụng phép màu bất chấp quy luật. Chính là vì hắn có trong tay hòn đá chiết da, một thứ đá đặc biệt dùng để khuếch đại ma thuật chỉ có trong truyền thuyết đang ở trong tay của hắn, cũng là thứ mà anh em họ đang tìm kiếm. Ngay lập tức, hắn liền dùng sức mạnh của hòn đá biến mặt đất thành cát và cuốn trôi Eridu. Vì mặt đất là cát nên là hắn nghĩ họ sẽ không thể dùng vòng tròn chuyển hóa để sử dụng sức mạnh được. Sau đó, một con sư tử đuôi tắc kè xuất hiện tấn công Eridu. Eridu là tên mình gọi tắt người Anh đó nha. Nhưng mà cậu có thể chuyển hóa cát thành cây gậy để tấn công nó mà không cần vẽ vòng tròn ma thuật. Người Anh tiếp tục phản công trước con quái vật mà Eridu tạo ra. Nhưng khi bị sư tử cắn trúng tay thì Eridu vẫn không sao. Có một cô gái bí ẩn và một tên đầu chọc đang quan sát ở gần đó. Thì ra, chân và tay bị mất trong quá khứ của Eridu đã chuyển hóa thành máy móc như robot. Đó chính là cái giá khi sử dụng chuyển hóa con người. Một phần cơ thể của cậu và toàn bộ cơ thể của Eridu đã bị đưa sang thế giới bên kia do họ đã sử dụng phép cấm kỵ. Đó là lý do họ được gọi là Càng Giả Kim Thuật Sư. Tập 2. Theo lời của tên giáo chủ thì giả kim thuật nghiêm cấm việc chuyển hóa vàng và thứ còn lại chính là con người. Hắn xem họ là những kẻ ngu ngốc dù cả hai chỉ muốn nhìn thấy lại nụ cười của mẹ do cố gắng hồi sinh người mẹ. Mục đích mà cả hai muốn lấy hòn đá chiết da là để khôi phục lại cơ thể ban đầu của mình. Tên giáo chủ ngay sau đó lập tức chuyển hóa ra khẩu súng và xả liên thanh vào phía họ. Cũng may là Alu kịp dựng tấm khiên thép để chống đạn và Eridu tạo cánh cổng ở tường để thoát ra ngoài. Tên giáo chủ đưa cho Bro vào phòng bí mật của hắn. Tại đây cô đã nghe được giọng của người yêu cũ. Hắn đang dùng hòn đá để hồi sinh người yêu của Ro nên là bảo cô hãy chờ đợi nhằm tạo lòng tin từ cô. Loa phát thanh đã vang lên lệnh truy nã hai anh em Eric vì đã tấn công ngài giáo chủ.
Dù giải thích thế nào thì dân làng vẫn không tin họ. Rô cũng tin tưởng vào phép màu của tên giáo chủ thay vì giả kim thuật của anh em nhà Eric. Lập tức những tượng đá do tên giáo chủ điều khiển để tấn công Eric bất tỉnh, còn Eric thì bị bắt giữ. Vì tò mò về người yêu của mình, Rô đã lẻn vào phòng bí mật và phát hiện đó chỉ là một con chim có giọng nói giống với người yêu cô. Tên giáo chủ cũng đã xuất hiện và lộ mặt thật. Hắn nói hắn chỉ có thể chuyển hóa thứ gì đó vào con chim chứ chẳng thể hồi sinh ai cả. Bởi vì cái cô gái đi cùng tên đầu trọc đã yêu cầu tên giáo chủ này là phải giữ bí mật về hòn đá chiếc da, nên là hắn sẽ định giết cô để bịt đầu mối. May thay lúc đó, Alu đã kịp xuất hiện và giải cứu cô đi. Cậu em dẫn cô lên tầng thượng và bắt đầu tạo loa phát thanh để dẫn âm thanh từ phòng giam Ero ra ngoài. Bên trong này thì vì không biết bị ghi âm nên là tên giáo chủ đã nói toàn bộ sự thật về những thứ hắn lừa gạt dân làng. Hắn chỉ lợi dụng lòng tin của họ để kiếm tiền và xây dựng quân đội để lật đổ đất nước này. Mới nói xong thôi là cả đám dân bu quanh lấy đồ chuẩn bị tẩn cho tên này một trận. Mà người ta thường hay có câu là dân ngu thì cu đen. Chỉ với vài phép thuật nhỏ thì mọi người lại tin hắn răm rắp, tin hắn là thần đó nha mọi người. Edo đành cho hắn thấy sức mạnh của mình, cậu chuyển hóa và điều khiển một bức tượng to hơn cả sức mạnh hòn đá chiếc da có thể làm. Nhưng mà Edo không giết hắn, bởi vì lúc này hòn đá chiếc da đã phát nổ vì sử dụng quá sức. Nó chỉ là đồ giả do cô gái bí ẩn kia đưa cho hắn dùng với âm mưu là biến nơi này trở thành nơi tập trung của những người muốn tìm kiếm hòn đá chiếc da. Cô gái đó là Plus và bọn họ đã tiêu diệt tên giáo chủ để bịt đầu mối. Sau đó tên lùng chọc đầu đã cải trang thành tên giáo chủ và dụ dỗ dân làng một lần nữa bằng thứ phép màu giả dối của chúng. Dân làng thấy đàn chim đang chết lại có thể bay trở lại nên là tin người trước mặt họ mới thật sự là vị giáo chủ. Tập 3. Khi còn là những cậu nhóc 5-6 tuổi, Edo và Aller đã bắt đầu tập tành học giả kim thuật. Được biết bố của bọn họ là một giả kim thuật sư cừ khôi, nhưng khi Edo và Aller nhận thức được thế giới xung quanh mình thì bố của hai cậu nhóc đã bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Người thân thiết nhất với Edo và Aller là mẹ của hai cậu nhóc. Sự ra đi của người chung chăn gối đã khiến cho cô ấy rất buồn và luôn thất thần nhìn về phía đường chân trời. Niềm vui của người mẹ đã trở lại khi mà nhìn thấy hai cậu con trai của mình bắt đầu học giả kim thuật. Thế nên Edo và Aller lúc nào cũng ganh đua nhau trong từng chút trong việc học giả kim thuật để có thể khiến cho mẹ của mình không buồn về sự ra đi không rõ lý do của người bố. Khác với Aller, một người luôn ngưỡng mộ bố của mình, dù chưa từng gặp bao giờ thì Edo rất ghét nghe về sự tồn tại của ông ấy. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng mà cậu ấy đã đủ trưởng thành để biết được sự ra đi của bố đã làm cho mẹ buồn rất nhiều. Một ngày nọ, hai anh em đến nhà của bạn thân là Winry và biết được tin bố mẹ của cô bé đã chết trên chiến trường Isaba. Edo, qua những kiến thức đã học được trong sách thì cậu ấy nói rằng có thể giúp cho cha mẹ của Winry sống lại nhờ giả kim thuật. Tuy nhiên, bà của cô bé đã ngay lập tức phản đối ý kiến này, bởi vì giả kim thuật không hề toàn năng như hai cậu nhóc nghĩ. Việc đưa người từ cõi chết trở về là vi phạm vào luật lệ của tự nhiên. Năm Edo 10 tuổi, còn Aller thì 9 tuổi, hai anh em đã phải đối mặt với một biến cố sẽ thay đổi cả một cuộc đời họ. Khi đem những nguyên vật dụng để nấu ăn về nhà thì Edo và Aller đã phát hiện mẹ của mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Bác sĩ nói rằng đó là một căn bệnh quái ác không có cách nào để cứu chữa. Vào những lúc cuối đời, mẹ của hai cậu nhóc vẫn nhớ về người chồng đã bỏ đi và vẫn luôn dành một tình yêu thương vô bờ bến cho ông ấy. Sau khi để lại những lời trăn trối cuối cùng, cô ấy cũng đã rời bỏ cõi đời và bỏ lại hai đứa trẻ tội nghiệp. Sự mất mát tình yêu thương của người mẹ là quá lớn nên là Edo quyết định trau dồi kiến thức giả kim thuật để có thể hồi sinh bà ấy. Sau một thời gian tu luyện, hai anh em họ đã có đủ kiến thức để đưa mẹ của mình trở về. Như lời bà của cô bé Winry nói, việc hồi sinh người chết là một điều cấm kỵ của giả kim thuật. Điều tồi tệ đã xảy ra khiến cho Aller mất đi cơ thể sống và chỉ còn lại một phần linh hồn. Linh hồn của người em được giữ lại là nhờ Edo đã hy sinh cánh tay phải và chân trái của mình để trao đổi ngang giá giữ lại phần linh hồn đó. Ngay lập tức, Aller đưa anh trai của mình đến nhà của Winry để chữa trị. Cùng lúc đó, một giả kim thuật sư quốc gia đã xuất hiện. Anh ta biết rất rõ về danh tính của Hohenheim, bố của hai cậu nhóc. Nhìn thấy Edo và Aller vẫn còn sống sau khi cố chuyển hóa con người, người đàn ông này nói rằng hai anh em họ có thể trở thành một giả kim thuật sư quốc gia cừ khôi. Tỉnh dậy sau một thời gian bất tỉnh, Edo liền yêu cầu bà nội của Winry làm cho cậu ấy vài bộ phận cơ thể được gọi là Automer và quyết định là sẽ đi gặp người đàn ông nọ để có thể tìm cách trở thành một giả kim thuật sư quốc gia. Bà của Winry nói rằng nếu gia nhập quân đội thì sớm muộn gì hai anh em họ sẽ bị cuốn vào những trận chiến vô nghĩa. Nhưng quyết tâm của Edo là quá lớn, cậu ấy muốn trở thành giả kim thuật sư quốc gia là để nâng cao tầm hiểu biết, tìm lại cơ thể cho em trai của mình. Có đầy đủ những bộ phận cơ thể, hai anh em liền bắt đầu luyện tập khả năng chiến đấu. Trước khi lên đường, Edo và Aller đã cùng nhau đốt ngôi nhà chứa rất nhiều kỷ niệm của bọn họ và người mẹ quá cố để có thể tập trung vào mục tiêu của cuộc đời. Tập 4. Trên đường đi đến trung ương thì Edo và Aller đã ghé sang một thị trấn.
Nhờ bắt được một tên cướp mà hai anh em họ được chú cảnh sát của nơi đây cho biết đến một giả kim thuật sư khác tên là Marjohan đang ở thị trấn này. Điều kỳ lạ là ở gần nơi ông ta ở có những hiện tượng người chết đội mồ sống dậy và quay về để tấn công người dân trong thị trấn. Hedo ngay lập tức muốn đi tìm nhà giả kim thuật sư này bởi vì tên của ông ta có trong những lá thư của bố mình để lại. Tuy nhiên, khi đến được thị trấn thì hai anh em họ đã bị bọn nhóc trong làng tấn công và áp chế một cách dễ dàng. Nếu không có Major xuất hiện kịp lúc thì chắc hai đứa này đã bị bọn nhóc đó cho một trận nhớ đời vì dám bén mảng đến nơi đây để cô gái làng nhà người ta. Major thực sự là một người có chuyên môn khi mới nhìn đã biết ngay linh hồn của Alu đang ẩn sứa sâu trong bộ giáp. Thậm chí, ông ấy còn biết hai anh em họ là con trai của Hornham dù chưa từng gặp mặt bao giờ. Biết rằng Major là một người có hiểu biết về việc chuyển hóa con người, Hedo liền muốn ông ấy tiết lộ toàn bộ thông tin đó để có thể lấy lại cơ thể cho người em trai càng sớm càng tốt. Nhưng ông ấy đã ngay lập tức từ chối vì cái giá để trả cho việc chuyển hóa con người là quá đắt. Để tiếp tục moi thông tin từ ông ta, Hedo đã đề cập đến việc người chết hồi sinh ở thị trấn này. Nhưng ông ấy cho rằng đó chỉ là một tin đồn mà người dân nơi đây theo dịch nên. Closer lúc này được bố đưa đến nhà của Marjan để xin lỗi về việc tấn công hai anh em nhà Eric. Khi ông chú và kim thuật sư già nhắc đến người chị đã khuất của Closer, cô bé đã rất tức giận và nói rằng một người đàn ông đào mộ sống dậy đã giết chết chị gái của mình. Có được một manh mối nhỏ nhỏ về chuyện kỳ lạ của thị trấn, Hedo và Aller nhanh chóng đuổi theo Closer và được cô bé ấy kể về cái chết của chị gái. Closer nói rằng vào ngày đám tang của chị mình, người đàn bà tên là Karin đã xuất hiện tại đó, thế nên là cô bé một mực cho rằng tất cả tội lỗi đều là do cô ta gây ra. Hai anh em nhà Eric sau khi nghe được câu chuyện về người đàn bà bí ẩn đã quay trở lại để hỏi Marjan tường tận về sự việc đã xảy ra. Ông chú giả kim thuật sư già nói rằng Karin là một cô gái rất đẹp. Tuy nhiên, 20 năm trước cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn đáng tiếc. Hedo cho rằng nếu thực sự có chuyện người chết sống lại thì người có khả năng duy nhất trong thị trấn này là Marjan. Để kiểm chứng lời đồn, hai anh em họ đã cùng nhau đi điều tra nhưng mà đã vô tình sập bẫy của bọn nhóc tì trong thị trấn. Linh hồn của Karin thật sự xuất hiện vào lúc đó khiến cho Closer cùng với bọn nhóc bị dọa một pha hoảng hồn. Bỗng dưng ông chú giả kim thuật sư từ đâu xuất hiện và thi triển giả kim thuật tiêu diệt linh hồn của cô gái đó. Tin rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, Hedo cùng Ella đã âm thầm điều tra khu nhà của Marjan nhưng mà đã bị ông ta phát hiện và bắt giữ. Linh hồn của cô gái đội mồi sống dậy hoàn toàn là do một tay của lão ta tạo nên bằng phép liên kết linh hồn. Lý do Marjan làm những việc thất đức như vậy bởi vì Karin là người con gái mà ông ta rất yêu. Vì không thể chuyển hóa con người nên lão ta đã bắt linh hồn của một cô gái trong thị trấn rồi liên kết với những hình nhân vô tri vô giác để tạo ra một thực thể có hình dạng của Karin. Rose vì biết được âm mưu đen tối của Marjan nên lão ta đã quyết định là sẽ tước đoạt luôn cả linh hồn của cô bé. Bằng sức mạnh của mình, Aller và Ero đã thoát khỏi xiềng xích chó buộc và nói cho Marjan biết bà cô hàng xóm luôn bên cạnh ông ta bấy lâu nay mới thật sự là Karin. Có thể sau tai nạn cô vẫn còn sống và do cảm thấy mình xấu xí vì tai nạn cộng với thời gian làm già đi, cô không dám đối diện với ông ta. Không chấp nhận sự thật đó, Marjan định dùng vũ lực để tấn công. Ero nhanh trí lấy chiếc bông hồng xanh và biến nó thành một dải lụa để trả đòn và hạ gục lão già mù quáng vì tình yêu. Chỉ một ngày ở thị trấn, hai anh em giả kim thuật sư đã giúp cho người dân nơi đây có thể an tâm sinh sống mà không phải lo sợ về chuyện người chết đội mồ sống dậy một lần nào nữa. Trước khi rời đi, cô bé Blouse đã đến tiễn biệt Ero và Ero trong một bộ dạng đầy xinh xắn. Tập 5, Ero đã liên lạc với trung tá Brod Mustang, người muốn đề cử cậu ấy trở thành một nhà giả kim thuật sư quốc gia. Anh ta nói rằng hai anh em họ phải nhanh chóng lên chuyến tàu gần đó mà không cho biết rõ lý do. Trên chuyến tàu, một cô bé đã tỏ ra hiếu kỳ với Ero, bởi có lẽ bộ dạng của cậu ấy không giống với một người bình thường cho lắm. Không chỉ có mình cô bé thấy vậy, sau một hồi quan sát thì Ero nhận ra mọi người trên chuyến tàu đều nhìn chằm chằm về phía em trai của mình. Hai anh em giả kim thuật sư không hề biết rằng trên chuyến tàu này đều có sự hiện diện của một quan chức quân đội cấp cao. Ông ấy chính là Đại tướng Hakuro. Để bảo vệ cho nhân vật quan trọng đó còn có những giả kim thuật sư quốc gia có cấp bậc cao trong quân đội ở đây. Người vô trách nhiệm nhất có lẽ là cái cha thiếu tá Hughes. Đi bảo vệ đại tướng mà cha nội này lúc nào cũng tán dóc về đứa con sắp ra đời mặc dù vợ của ổng chỉ mới mang thai có 5 tháng. Trung úy Foreman trong lúc đi tuần nhìn thấy sự hiện diện của anh em Eric trông rất khả nghi liền thông báo đến cấp trên. Trùng hợp thay, quân phiến loạn cũng đang ở trên con tàu này. Ngay lập tức, chúng ra tay đánh gục Forma và đe dọa những người dân vô tội bên trong toa tàu. Biết được có chuyện không may xảy ra, thiếu tá Hughes liền trốn thoát khỏi đó một cách nhanh chóng. Pan, thủ lĩnh của quân phiến loạn liên lạc với Roy Mustang và bảo anh ta phải thả đồng minh của hắn ra, nếu không gia đình của đại tướng sẽ không thể toàn mạng để trở về căn cứ. Anh chàng trung tá không hề hoảng loạn trước lời đe dọa của kẻ địch bởi vì anh ta biết rằng trên tàu đang có sự hiện diện của hai giả kim thuật sư tài năng.
Quả nhiên những tên lính của quân phiến loạn đã bị hai anh em nhà Aurus hạ gục mà không cần dùng đến giả kim thuật. Khi nghe những kẻ này định làm hại người dân vô tội với lý do vớ vẩn, Thăng Long Mã Tử quyết định là sẽ đại khai sát giới. Roy đã cho Hildre biết về sự hiện diện của Ero trên tàu khi gặp cậu nhóc, anh ta liền đề nghị hợp tác với cậu ấy. Lần lượt những tên lính phiến loạn bị hạ gục, tên lùng này cũng tranh thủ thời cơ này để thể hiện khả năng giả kim thuật của bản thân. Tuy nhiên, Pa là một kẻ khó nhằn hơn đám lính. Ngay cả một người có kỹ năng chiến đấu như Hildre cũng bị mánh khóe của hắn làm cho trọng thương. Không để tên thủ lĩnh tự tung tự tác, Ero liền có mặt để hỗ trợ cho ông chú bốn mắt. Tương tự như thằng lùng mà thử, Po cũng đã sở hữu một bộ phận automail, nhưng mà cánh tay của hắn đối với Ero mà nói thì cũng chỉ là hàng ve chai ngoài chợ. Hildre không muốn bỏ lỡ cuộc vui, cậu nhóc giáp sắt ngay lập tức tặng cho tên thủ lĩnh của bắp một cú đấm yêu thương. Toàn bộ tán lính phiến loạn đã bị bắt giữ không lâu sau đó. Nhìn thấy sự xuất hiện của Roy Mustang ở trung ương, Bond âm thầm cắt đứt dây chói và định giết chết anh chàng trung tá một cách bất ngờ. Nhưng chỉ với một cái búng tay, anh ta đã hạ gục tên thủ lĩnh cứng đầu này. Roy Mustang, người được mệnh danh là hỏa giả kim thuật sư, bảo anh em của Eric lên tàu đều là những việc có tính toán từ trước. Với công trạng bắt giữ quân phiến loạn, anh Long Mã Tử và em trai đã được đại tướng đặt cách tham gia vào cuộc thi tuyển chọn giả kim thuật sư quốc gia mặc dù chưa đủ tuổi. Tập 6. Trước khi tham gia vào kỳ thi tuyển chọn, Roy đã yêu cầu hai anh em Ero nghiên cứu về những lĩnh vực mà họ thấy phù hợp. Biết được, Tucker là một chuyên gia hàng đầu trong việc chuyển hóa cơ thể sống, Thăng Long Mã Tử và em trai đã quyết định là sẽ đến nhà của ông ấy để trau dồi thêm kiến thức. Tucker là một người bố đơn thân, gia đình của ông ấy chỉ có duy nhất một cô con gái bé nhỏ tên là Nina và chú chó cưng Alexander. Cô bé có vẻ rất thích thú khi có sự xuất hiện của hai vị khách đặc biệt là Ero và Aller. Trong buổi tối, Thăng Long Mã Tử nói rằng nhất định cậu ấy phải trở thành một giả kim thuật sư quốc gia trong lần tuyển chọn này. Nhìn thấy đứa em trai không có cơ thể càng làm cho ý chí quyết tâm của Ero tăng cao hơn nữa. Trong khoảng thời gian trau dồi kiến thức tại nhà của Tucker, Aller và anh trai mình đã có những kỷ niệm tuyệt đẹp với cô bé Nina. Vào ngày sinh nhật của Ero, Hildre đã đến gặp Thăng Long Mã Tử và nói rằng muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Không thể từ chối lòng tốt này, hai anh em họ cùng với Nina để đến nhà của ông chú thiếu tá để thưởng thức một buổi tiệc sinh thần đầy ấm áp. Cũng vào lúc này, vợ của Hildre là Gracia có dấu hiệu chuyển dạ, có nghĩa là sắp sinh em bé đó mấy bạn. Nên là chú ấy đã nhanh chóng đến bệnh viện để mời bác sĩ đỡ đẻ về. Nhìn thấy một người mẹ sắp hạ sinh em bé, đám nhóc tây bắt đầu hoảng loạn vì không biết nên làm cái gì. Thứ duy nhất mà bọn họ làm được đó là động viên và chuẩn bị nước nóng cho Gracia. Bằng cách nào đó mà Ero thực hiện được việc biến đổi nước nóng mà không cần dùng đến vòng tròn chuyển hóa. Điều tốt lành luôn đến với những người nhân hậu, vợ của Hildre đã hạ sinh một đứa bé bù bẩm xinh xắn. Nhìn thấy một thiên thần ra đời, Ero rất hạnh phúc vì nhờ có giả kim thuật mà cậu ấy và em trai mới có những ký ức tươi đẹp như thế này. Cuối cùng, ngày mà hai anh em thằng Lùng Mã Tử mong đợi nhất cũng đã đến, bài thi đầu tiên của cuộc tuyển chọn được gọi là vấn đáp. Cả Ero và Ero đều vượt qua bài thi đầu tiên mà không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên, Roy đã gặp riêng Ero để nhắc cậu khuyên em mình nên từ bỏ vòng sau của cuộc thi. Bởi nếu Ero tiến xa hơn trong cuộc thi thì bí mật về việc chuyển hóa người mà hai anh em họ từng thực hiện sẽ bị bại lộ. Không còn cách nào khác, Ero đành phải cắn răng khuyên ngăn em trai của mình bỏ cuộc mặc dù biết rằng em ấy sẽ rất buồn. Ở cuộc thi thứ hai, thằng Lùng Mã Tử cũng đã thành công một cách chót lọt với câu trả lời đầy tự tin của mình. Bài thi cuối cùng là thực hành thi triển giả kim thuật. Vì lo lắng nên là Ero không biết bản thân nên làm gì để có thể vượt qua bài thi này. Trong lúc các giả kim thuật sư khác phô diễn tài năng thì một tai nạn đã xảy ra. Với bản năng và phản xạ phi thường, thằng Lùng Mã Tử liền thi triển giả kim thuật mà không cần đến vòng tròn chuyển hóa để cứu những thí sinh khác. Tuổi trẻ tài cao, Ero đã vượt qua bài thi cuối cùng trước những con mắt thán phục của mọi người. Tập 7. Ero được Roy Mustang trao cho một chiếc đồng hồ bạc. Đó là thứ để minh chứng bản thân cậu ấy là một giả kim thuật sư quốc gia. Tucker cũng là một nhà giả kim thuật sư quốc gia được mọi người rất kính trọng. Nhưng khi nghe Harvard nhắc đến kỳ thi sát hạch sắp tới thì ông chú này có tâm trạng không tốt cho lắm. Trong buổi ăn mừng, thằng Lùng Mã Tử đã chính thức trở thành con chó của quân đội thì Tucker nói rằng kỳ thi sát hạch luôn diễn ra mỗi năm. Nếu không thể báo cáo tiến độ nghiên cứu của bản thân trong năm đó thì sẽ bị tước bỏ chứng nhận giả kim thuật sư quốc gia. Ông bố đơn thân cho biết rằng kết quả đánh giá năm ngoái của ông ấy không tốt lắm, nên cơ hội cuối cùng để cho Tucker thể hiện chính là kỳ thi sát hạch sắp tới. Trước khi trở thành một giả kim thuật sư quốc gia, gia cảnh của ông chú đầu hói rất nghèo khó nên là vợ của ông ấy bỏ nhà ra đi. Sáng hôm sau khi nhìn thấy bức tranh về gia đình mà cô bé Nina vẽ tối hôm trước bị đốt cháy, Ero liền nghi ngờ về các nghiên cứu mà Tucker đang thực hiện. Nhưng khi đến thư viện để tìm thông tin thì thằng Lùng Mã Tử được thông báo toàn bộ tài liệu của ông chú đầu hói là tuyệt mật. Trên đường rời khỏi đó, Ero vô tình chạm mặt với một người đàn ông có hành tung kỳ lạ. Điều đáng nói hơn nữa là trên cánh tay của anh ta có in những ký tự đặc biệt rất giống với vòng tròn chuyển hóa. Không thể truy cập vào hồ sơ mật,
Thằng Long Mã Tử chỉ còn cách là nhờ đến thiếu tá Hilger. Cậu được thiếu tá cho biết, Tucker là người đầu tiên trong lịch sử tạo ra được một con kiến Chimera có thể nói tiếng người. Một sinh vật lai tạp từ gen của nhiều loài khác nhau thông qua giả kim thuật. Mọi nghi ngờ càng rõ ràng hơn nữa khi mà Hilger nói rằng vợ của Tucker đã chết chứ không hề bỏ nhà đi như ông ta nói. Trung tướng Baskurran đột nhiên xuất hiện ở nhà của ông chú đầu hỏi để yêu cầu anh em nhà Oryx rời khỏi đó. Trung tướng nói rằng việc nghiên cứu về chế mịch giả kim thuật thuộc thẩm quyền của ông ta nên là Hedo không còn nghĩa vụ gì ở nhà của Tucker nữa. Nhưng hai anh em họ là những cậu nhóc cứng đầu. Sau đó, Hằng Lùng Mã Tử với em trai âm thầm đột nhập vào nhà của ông chú đầu hỏi để điều tra nhằm tìm ra sự thật. Tucker biết rõ Hedo sẽ quay trở lại nên là đã chuẩn bị một con kiến Chimera mà ông ta vừa nghiên cứu thành công cho hai anh em họ thấy. Thằng Lùng Mã Tử đã ngay lập tức biết rằng con kiến Chimera nói được tiếng người đó là sản phẩm phối hợp được tạo ra từ cơ thể của cô bé Nina và Alexander. Bộ mặt quỷ dữ của Tucker lúc này mới thật sự lộ diện, vợ của ông ta cũng từng là chuột bạch cho những thí nghiệm vô nhân đạo đó. Tức giận với những hành động mà gã đốn mạc đã gây ra cho cô bé tội nghiệp, Hedo ngay lập tức lao đến tấn công ông ta một cách thô bạo. Chuẩn tướng Ron có mặt và bắt giữ Tucker cùng với cô bé Nina sau khi biết được toàn bộ mọi chuyện. Nhận ra quân đội muốn che giấu tội ác này, Hedo liền sử dụng giả kim thuật giải cứu cho Nina. Vì quá hoảng sợ nên là cô bé liền trốn thoát khỏi đó và tìm đến chỗ của gã đàn ông bí ẩn mà thằng Lùng Mã Tử từng gặp ở thư viện. Để giúp linh hồn của Nina được giải thoát, hắn ta đã dùng một loại sức mạnh phát ra từ những vòng tròn chuyển hóa trên cánh tay giết chết cô bé. Cho tới lúc Hedo và Alois phát hiện ra thì mọi việc đã quá trễ. Tập 8. Hedo rất đau buồn khi nhìn thấy những gì còn lại cô bé Nina chỉ là một vũng máu trên tường. Roy Mustard cũng đã xuất hiện để điều tra nguyên nhân cái chết của cô bé tội nghiệp. Anh ta nói với thằng Mã Lùng Mã Tử rằng cái giá để trở thành một giải kim thuật sư quốc gia là phải chấp nhận những sự thật không thể chối cãi. Ngày hôm sau, cậu quay trở lại ngôi nhà của Tucker trong trạng thái mệt mỏi. Có lẽ cú sốc của ngày hôm qua đã khiến cho cậu ấy không thể nào yên giấc được. Thậm chí, cũng vì sự việc này mà Edo đã quên đi mất mục tiêu của bản thân chính là tìm hòn đá chiếc da để có thể khôi phục lại cơ thể cho Al. Vì một mặt muốn tìm nguyên do và kẻ thủ ác đã ra tay giết chết Nina, Hằng Lùng Mã Tử sẵn sàng từ bỏ danh hiệu của một giả kim thuật sư quốc gia mà khó khăn lắm cậu ấy mới đạt được. Trên đường đi, một lần nữa Edo gặp lại người đàn ông bí ẩn ở thư viện. Cậu ấy không hề biết rằng chính anh ta là kẻ đã giết chết Nina. May mắn thay là thằng Lùng Mã Tử đã từ bỏ danh hiệu của mình, bởi mục tiêu của gã đàn ông đó hiện tại chính là giết chết những kẻ tự gọi mình là giả kim thuật sư quốc gia. Hedo bắt đầu chú tâm vào việc điều tra về một tên sát nhân hàng loạt đang gây sóng gió ở Trung ương. Thằng Lùng Mã Tử cho rằng rất có thể hắn ta chính là người đã giết chết Nina vào hôm trước. Trong lúc đang tìm manh mối thì Hedo được thông báo có một người muốn gặp mặt cậu ấy. Winry đã lặn lội tường xa đến đây để thăm thằng Lùng Mã Tử. Tuy nhiên trước khi gặp mặt người bạn thời thơ ấu thì cô nàng này bắt đầu tò mò về những chiếc xe hiện đại ở Trung ương. Nhìn thấy vẻ hiếu kỳ của Winry, chủ sở hữu của chiếc xe đã mời cô ấy lên xe để có thể thoải mái thỏa mãn sở thích tò mò của mình. Khi ra đại sảnh của trụ sở quân đội thì Edo chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Nhìn thấy con ốc của bộ phận automail trên cơ thể nằm lăn lóc dưới đường, thằng Lùng Mã Tử liền nhận ra Winry đang gặp nguy hiểm. Bằng cách là lần theo dấu vết của xe, Edo đã tìm đến được chiếc xe đông lạnh khả nghi. Tại đó, cậu phát hiện chủ sở hữu của chiếc xe đang tỏ ra sợ hãi. Ai mà ngờ cô ta chính là kẻ đã bắt cóc Winry. Tỉnh lại sau cơn mê, thằng Lùng Mã Tử nhận ra bản thân đang bị trói chặt. Con cô gái sở hữu của chiếc xe đông lạnh thật ra là một tên đàn ông giả gái. Hắn ta là Perry, tên sát nhân hàng loạt bị quân đội truy lùng ráo riết trong thời gian gần đây. Vì biết rằng Edo có thể sử dụng giả kim thuật mà không cần vẽ vòng tròn chuyển hóa, Perry đã tháo cánh tay automail của thằng Lùng Mã Tử khi cậu ấy bất tỉnh. Sự đe dọa của tên sát nhân đã khiến cho Edo sợ hãi tột cùng. Dù thoát ra khỏi xiềng xích chó buộc và lấy lại được cánh tay automail nhưng mà thằng Lùng Mã Tử vẫn chỉ biết chống cự trước sự tấn công điên loạn của tên này. May mắn thay, cậu em trai Edo và quân đội đã đến kịp lúc trước khi mà Edo làm gì điều đó dại dột. Vụ án kẻ chặt người Barry đã trở nên nổi tiếng khắp nơi và đó cũng là thành tựu vang danh đầu tiên của thằng Lùng Mã Tử. Qua những biến cố lớn, cuối cùng Edo cũng đã quyết định là quay trở lại làm một giả kim thuật sư quốc gia. Cậu nói với Roy sẽ thực hiện tất cả nhiệm vụ của quân đội với một điều kiện, đó là khi không có nhiệm vụ thì cậu ấy sẽ được toàn quyền điều tra về hòn đá chiếc da. Roy đồng ý với điều kiện của Edo, nhưng mà cậu ấy sẽ phải cho anh ta biết mọi thông tin về hòn đá chiếc da nếu mà tìm hiểu được. Ngoài ra, quốc trưởng còn ban cho thằng Lùng Mã Tử một biệt hiệu cực ngầu được gọi là Càng Giả Kim Thuật Sư. Tập 9. Chính thức trở thành giả kim thuật sư quốc gia, Edo ngay lập tức được giao một nhiệm vụ đến để thanh tra về một mỏ than ở Uswell. Thiếu úy Hawkeye nói rằng giả kim thuật sư quốc gia không chỉ chiến đấu với kẻ địch mà còn phải có kiến thức về khoáng vật. Hai anh em của thằng Lùng Mã Tử sau khi nhận nhiệm vụ liền lên đường đến Yowes. Edo và Al đã được các công nhân của mỏ than chào đón rất nồng nhiệt khi biết hai người họ là khách du lịch từ xa đến.
Dù là khu mỏ khai thác nhưng mà nơi đây cũng có một quán trọ với đầy đủ đồ ăn thức uống. Quản lý của nơi đây là Holling, một ông chú công nhân già rất mến khách. Phòng ngủ nơi đây thì rất tồi tàn nhưng mà đựng cá là giá nó mắc trời ơi đất hỡi luôn á. Vì không đủ 200.000 đồng nên là Euro quyết định là sẽ dùng giả kim thuật để sửa chữa những dụng cụ làm việc cho các công nhân của khu mỏ. Được tận mắt chứng kiến một giả kim thuật sư khiến cho những người dân của Jewel rất thích thú. Tuy nhiên, khi biết cậu ấy là một người phục vụ cho quân đội, mọi người liền thay đổi thái độ và tống cổ thằng lùn mà tử ra ngoài. Cũng may không nhận bản thân là giả kim thuật sư quốc gia chứ không là cũng bị đá đít ra ngoài như thằng anh rồi. Hiền hiền vậy thôi chứ khôn dễ sợ á. Lý do những công nhân của khu mỏ rất ghét người của quân đội là vì tên giám sát của khu mỏ này rất hám tiền. Hắn ta tên là Jogi, là một kẻ lợi dụng chức vụ chuyên hút máu người lao động để trục lợi cho bản thân. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Jogi cùng thuộc hạ của hắn ta đến quán trọ của Holland để gây sự và muốn tước đoạt giấy phép kinh doanh vì đóng chậm thuế. Đi cùng với tên tham ô này là một cô gái giả kim thuật sư trẻ sẵn sàng tuân theo lệnh của hắn ta để làm hại người dân bằng vũ lực bất cứ lúc nào. Để ngăn cản bọn tham ô làm càn, Euro đã ra mặt. Nhìn thấy chiếc đồng hồ bạc của giả kim thuật sư quốc gia, Yuki liền ngoan ngoãn như một con cún nghe lời. Cũng đúng thôi, vì hiện tại thằng lùng mã tử là một quan chức trực thuộc phủ quốc trưởng cơ mà. Khi đến dinh thự của Yuki, Euro càng nhận ra hắn ta là một tên khốn đốn mẹt đến giường nào. Trong khi bản thân hưởng thụ sơn hào mỹ vị thì các công nhân của Jewel lại phải chịu cảnh đối khổ kèm theo là xu thuế cao. Từ đó, Yuki đã ra lệnh cho thuộc hạ đến phá hủy quán trọ của Holly. Khi biết các công nhân rất coi trọng mỏ than này, thằng lùng mã tử đã quyết định là sẽ phá luật lệ để giúp cho bọn họ. Edo dùng vàng hối lộ của Yuki biến đống đá vụn thành những thỏi vàng nguyên chất và dùng nó để mua lại toàn bộ mỏ than của gã tham ô. Để nhận số vàng thỏi đó, Yuki chỉ cần ký một tờ giấy có nội dung tương tự là chuyển nhượng quyền sở hữu mỏ than vô điều kiện cho thằng lùng mã tử. Edo sau khi trao đổi với Yuki liền quay lại quán trọ nhằm đề nghị bán lại quyền sở hữu mỏ than cho Holly. Thứ mà thằng lùng mã tử muốn chính là một đêm ngủ lại nhà trọ của ông chú công nhân già. Toàn bộ quán xá bị thuộc hạ của Yuki phá hủy cũng đã được Edo khôi phục trở lại. Tên đúng mặt tham nhũng nhận ra bản thân bị lừa khi mà số vàng mà hắn nhận được đã biến trở lại thành đất đá. Cô gái giả kim thuật sư định dùng vũ lực để tấn công nhưng mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Edo đã hạ gục được cô ấy. Tối đó các công nhân của Jewel đã mở một buổi tiệc ăn mừng, mục đích là để cảm tạ lòng tốt của thằng lùng mã tử. Thế là danh tiếng của Ken giả kim thuật sư càng lúc càng vang xa ra khắp bốn bể. Tập 10. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Edo trở thành giả kim thuật sư quốc gia, hiện tại cậu ấy đã 15 tuổi còn Edo thì 14 tuổi. Hai anh em đã cùng nhau chu du khắp nơi nhưng mà vẫn chưa có tung tích gì về thứ được gọi là hòn đá chiếc gia cả. Lần này, hai anh em họ đã đến một thành phố trên sông có tên gọi là Agoroja, là một địa điểm tham quan nổi tiếng. Thế nhưng vừa đặt chân đến thành phố mới thì rắc rối đã ngay lập tức tìm đến Edo. Nhìn thấy thằng lùng mã tử thì chuyển giả kim thuật, một ông chú cảnh sát bất ngờ xuất hiện và áp giải cậu ấy về đồn. Dù nhìn thấy chiếc đồng hồ bạc của giả kim thuật sư quốc gia nhưng mà ông chú nhất định không tin một thằng lùng như Edo lại là quan chức của phủ quốc trưởng. Cảnh sát trưởng nói rằng vì gần đây trong thành phố có một tên trộm lừng danh dùng giả kim thuật được gọi là Swaren, nên là khi Euro sử dụng khả năng tương tự thì liền bị xích vào diện tình nghi. Sau 3 tiếng đồng hồ bị tra hỏi, cuối cùng hai anh em họ cũng đã được trả tự do. Thế nhưng vì ăn quá nhiều đồ ăn của sở cảnh sát nên là thằng lùng mã tử đã bị bội thật và phải đến bệnh viện ngay sau đó. Tại bệnh viện, Euro và Euro nhìn thấy một cô y tá cực kỳ xinh đẹp tên là Carla. Lông tóc bụng và sự dịu dàng của cô ấy đã làm cho cậu nhóc giáp sắt nhớ về người mẹ đã khuất của mình. Ông chú già một lần nữa quay trở lại để tìm kiếm Edo, nhưng mà không phải là để tra hỏi mà là muốn chiêu đãi cậu ấy một bữa thịnh soạn. Cảnh sát trưởng đã lật mặt 360 độ khi biết thằng lùng mã tử thật sự là Ken giả kim thuật sư nổi tiếng khắp miền Đông. Ông ta cũng đâu có tốt lành gì đâu, mời thằng nhóc ăn chủ yếu là để nhờ vả cậu ấy giúp sở cảnh sát bắt tên trộm Soren đang hoành hành ở đây. Thế nhưng mặc dù biết có sự có mặt của một giả kim thuật sư quốc gia, tên trộm Soren vẫn ngang nhiên hành động mà không hề tỏ ra sợ hãi. Ken giả kim thuật sư không chỉ là một cái danh hảo, chứ bằng vài đòn cơ bản, Euro đã khống chế được tên trộm. Nhưng khi biết Rosen là một nữ đầu trích, siêu lùng ngoại hạng đã bị bất ngờ, chấp lấy thời cơ cô ta liền nhanh chóng thoát khỏi đó. Một lần quay trở lại bệnh viện, Euro vô tình phát hiện ra cô y tá Clara lại chính là nữ đạo trích Rosen thông qua vòng tròn chuyển hóa trước ngực của cô ấy. Euro xuất hiện và nói rằng Clara trở thành một tên trộm mục đích là để cứu lấy bệnh viện vì nơi đây sắp bị giải tỏa. Tối đó, cô y tá xinh đẹp lại hóa thân thành nữ đạo trích để đi ăn trộm. Clara không biết rằng sở cảnh sát đã chuẩn bị một cái bẫy để bắt cô ta. Thông cảm cho lý do của cô y tá, Edo đã âm thầm ra tay giải cứu cho Clara. Sáng hôm sau, siêu lùng ngoại hạng mới nhận ra bản thân đã ăn một cú lừa cực đau khi nhìn thấy bệnh viện đã bị phá vỡ. Nhưng Clara không hề trốn thoát, lần này cô ấy lại hóa thân thành một nữ tu để cứu lấy một nhà thờ sắp bị giải tỏa. Không ai tắm trên một dòng sông tận 2 lần nhưng mà riêng thằng Edo thì nó tắm tận 8-9 lần đó mọi người ơi. Hết nhà thờ giải tỏa thì tới trường học bị giải tỏa.
Không chừng là bà lấy cái lý do nguyên cái thành phố này đều giải tỏa để cho bà ăn trộm đó. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thông qua người dân Edo thì Earl nhận ra mọi người trong thành phố rất kính trọng Bronson trừ mấy ông cảnh sát ra. Lý do nữ đầu trích được kính trọng là bởi vì sự xuất hiện của cô ấy đã giúp cho thành phố trên sông này sống dậy sau cơn khủng hoảng. Kara rất tốt bụng, nhưng vì cô ấy đã xem thường Ken và Kim thuật sư nên là Earl quyết định sẽ bắt Kara trả giá vì điều đó. Cuộc chiến của hai người họ diễn ra trên một con sông đầy thơ mộng. Không cần phải vòng vo, siêu lồng ngoại hạng chỉ việc tạo ra một bàn tay khổng lồ từ giả kim thuật cũng đã khiến cho Bronson lần danh phải bại trận. Trước khi rời đi, Kara đã cho Edo biết thông tin về hòn đá chiếc da. Để có thêm manh mối, cậu ấy cần phải tới một thị trấn có tên là Sherotham. Không còn sự tồn tại của siêu lồng ngoại hạng nữa, nữ đầu trích Bronson đã trốn thoát và lại tiếp tục tung hoành ngang dọc. Và phần 1 của Ken giả kim thuật sư cũng kết thúc tại đây rồi mọi người. Thấy thể loại mới này như thế nào? Bọn mình cũng mới tiếp xúc tới thể loại này, nếu mà có điều gì sai sót thì mọi người hãy góp ý cho tụi mình nhé. Và rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới của series này tiếp nhé. Tạm biệt, bye bye bye.